Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Anh rơi chiến thắng trước Đan Mạch ở Euro 2024. Sau hiệu còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Anh ngồi bệt xuống sân, thở dốc. Thậm chí trong những phút cuối, trung vệ John Stones và vài đồng đội đã có dấu hiệu kiệt sức, có vẻ không phải vì họ đã chiến đấu cật lực để tạo ra trận đấu hay. Euro 2024 đang diễn ra thật tuyệt vời, nhưng tuyển Anh góp mặt trong hai trận cầu chán nhất, cựu hậu vệ Jamie Carragher nhận xét. Trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản của Anh ở trận ra quân gặp Serbia, có điều lần này Đan Mạch ghi được bàn gỡ hòa. Sau khi Harry Kane mở tỷ số ở phút 18, Anh lùi sâu đá phòng ngự phản công, nhường đất diễn cho đối thủ. Họ bị trừng phạt ở phút 34 khi tiền vệ Morten Ekstrand sút từ cự ly 28m, bóng bay tốc độ 114 km/h về góc thấp bên trái, trúng mép trong cột dọc vào lưới. Trong hiệp 2, Phil Foden suýt ghi bàn với cú sút xa dội cột dọc, nhưng Đan Mạch cũng phung phí nhiều cơ hội tốt. Pha ấn định tỷ số của Ekstrand là bàn thứ 13 được ghi từ ngoài cấm địa ở Euro 2024, vượt qua toàn bộ số bàn sút xa ở World Cup 2022. Trong khi, kỳ này mới trải qua 17 trận, vẫn còn 34 trận đấu phía trước. Sau khi Đan Mạch ghi bàn, người hâm mộ trên mạng xã hội chỉ trích Southgate với lối đá thực dụng, đổ bê tông quá sớm dù đội nhà có nhiều cầu thủ tấn công tài năng. Tuy nhiên, Carragher không cho rằng lỗi thuộc về huấn luyện viên. Tuyển Anh trông hoàn toàn kiệt sức, cựu hậu vệ Liverpool nói sau hiệp 1. Và dấu hiệu của mệt mỏi với cầu thủ là lùi quá sâu. Không có huấn luyện viên nào chỉ đạo cầu thủ lùi sâu như vậy. Dựa vào biểu cảm của cầu thủ Anh sau trận, Carragher dường như đã đúng. Hầu hết cầu thủ Anh không có dấu hiệu sung sức trong trận này. Khi Trent Alexander-Arnold rời sân ở phút 54, Anh cũng thở dốc sau khi phải chơi tiền vệ trung tâm không phải sở trường. Southgate cũng thay toàn bộ hàng công ở phút 69 khi Kane, Saka và Foden đều bị rút ra nghỉ. Đây là động thái cho thấy cầu thủ nào cũng có thể bị thay thế, Carragher bình luận. Ngoài bàn mở tỷ số từ pha đá bồi chân trái cận thành, Kane không tạo được nhiều dấu ấn. Cầu thủ tỏa sáng trận ra quân, Jude Bellingham cũng thi đấu mờ nhạt, vẫn được chơi trọn trận. Trong khi, Foden có dấu hiệu chơi tốt lên trong hiệp 2 nhưng cũng là lúc Anh phải rời sân. Oli Watkins, Eberechi Eze và Jarrod Bowen vào thay cũng không gây ấn tượng. Ekstrand, 25 tuổi, mới ra mắt đội tuyển Đan Mạch tháng 9 năm 2023 nhưng đã chiếm vị trí chính thức và đây là bàn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Sporting Lisbon. Tuy nhiên, Đan Mạch chưa đảm bảo xuất đi tiếp với hai trận toàn hòa. Họ không được phép thua trận cuối vòng bảng gặp Serbia nếu không muốn bị loại. Trong khi, Anh gần như chắc chắn đi tiếp với 4 điểm nhưng cũng cần thắng Slovenia ở lượt cuối để đảm bảo giữ đỉnh bảng. Nếu chỉ đứng thứ 2, thầy trò Southgate sẽ nhiều khả năng phải gặp chủ nhà Đức ngay ở vòng 1/8. Tây Ban Nha hạ Italy để vào vòng 1/8 Euro 2024. Tại Veltins Arena, bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha trước Italy được ghi ở phút 55. Sau một loạt đường chuyền, bóng chuyển hướng sang cánh trái để Nico Williams dắt vượt qua Di Lorenzo rồi tạt vào trong. Bóng sượt đầu Alvaro Morata rồi sượt qua những đầu ngón tay thủ môn Donnarumma trước khi đập đầu gối Riccardo Calafiori vào lưới. Trước khi bước vào trận đấu, Italy rất tự tin khi chỉ thua Tây Ban Nha một lần trong 10 trận tại Euro và World Cup, gần nhất là chung kết Euro 2012 với tỷ số 0-4. Huấn luyện viên Spalletti giữ nguyên đội hình đã ngược dòng thắng Albania 2-1 ở lượt ra quân, còn De La Fuente lựa chọn trung vệ Aymeric Laporte thay Nacho. Nhưng sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ bộ ba tiền vệ giỏi kiểm soát bóng Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. Ở hai cánh, Nico Williams và Lamine Yamal dùng kỹ thuật và tốc độ liên tục làm khổ Di Lorenzo và Di Marco. Ngược lại, Italy bất lực khi phối hợp phản công, phải chuyển sang dùng bóng dài, nhưng cũng không hiệu quả. Trong thế trận đó, Donnarumma liên tục phải làm việc vất vả. Phút thứ 2, Anh dùng tay trái đẩy cú đánh đầu cận thành của Pedri, rồi suýt thủng lưới phút thứ 10 ở tình huống tương tự khi Nico Williams đưa bóng chệch cột phải. Đến phút 24, thủ môn này dùng chân phá cú sút cận thành ở góc trái của Morata. Một phút sau, Donnarumma tiếp tục bay người đẹp mắt cản phá cú úp mu có tốc độ 118 km/h vào góc cao bên trái của Fabian Ruiz. Màn trình diễn vượt trội của Tây Ban Nha buộc Spalletti phải thay người từ đầu hiệp 2. Brian Christen và Andrea Cambiaso lần lượt vào thay Jorginho, Frattesi nhưng không hiệu quả. Christen chỉ mất 21 giây để nhận thẻ vàng sau pha dẫm chân Rodri. Tiền vệ Italy may mắn thoát thẻ đỏ nhưng trở thành cầu thủ nhận thẻ phạt nhanh nhất khi vào sân thay người tại Euro kể từ năm 1980. Trong thời gian còn lại, Tây Ban Nha có thêm các cơ hội nhân đôi cách biệt. Phút 61, Lamine Yamal ở rất gần kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro, nhưng cú cứa lòng chân trái sát vòng cấm vào góc cao trái chệch cột dọc. 9 phút sau, Nico Williams làm điều tương tự ở cánh trái đối diện nhưng bóng dội xa. Về cuối trận,
tiền đạo vào sân thay người Ios Perez có thêm hai cơ hội ở phút bù nhưng không thắng được Donnarumma. Thắng 1-0, Tây Ban Nha lần đầu tiên đánh bại Italy 3 trận liên tiếp sau các trận thắng cùng tỷ số 2-1 ở UEFA Nations League. Trong khi đó, Italy bị ngắt mạch 10 trận bất bại tại Euro, thắng 7, hòa 3 kể từ trận thua Cộng hòa Ireland 0-1 vào năm 2016. Italy thua nhưng không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp. Ở lượt cuối, thầy trò Spalletti chỉ cần hòa Croatia là chắc chắn đứng nhì bảng B, bất chấp Albania thắng Tây Ban Nha do hơn hiệu số đối đầu. Serbia thoát thua Slovenia phút chót. Trong những phút bù giờ hiệp 2, camera liên tục hướng về phía cổ động viên Serbia. Nhưng họ chẳng còn tâm trạng để chú ý đến việc gương mặt lo lắng của mình xuất hiện trên màn hình lớn, một vài người ôm đầu khi nghĩ đến viễn cảnh đội nhà nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Ngoài sân, huấn luyện viên Dragan Stojkovic ngồi sát đường biên và dường như chắp tay cầu nguyện một phép màu. Đến phút bù giờ thứ 7, cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu, từ một pha phạt góc, Jovic bật lên và dù bị kẹp giữa hai hậu vệ Slovenia, anh vẫn tung ra pha đánh đầu về phía góc trái khung thành. Thủ thành Jan Oblak của Slovenia, người đã chơi rất xuất sắc trong cả trận, bất lực đứng nhìn bóng đi vào lưới. Đây là cái kết nghiệt ngã cho Oblak và đồng đội. Slovenia đã chơi hay hơn và vươn lên dẫn trước một cách xứng đáng nhờ công hậu vệ Jan Kaniknik. Tình huống diễn ra ở phút 69. Dù đã thấm mệt, Kaniknik vẫn đoạt bóng ở sân nhà rồi lừa qua một cầu thủ Serbia. Sau đó, anh băng lên như một người không phổi để đón đường căng ngang từ Elsnik trước khi đệm bóng cận thành trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Serbia và thủ môn Predrag Rajkovic. Oblak và các cầu thủ Slovenia đổ gục xuống sân sau bàn thua. Họ cách chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự Euro chỉ vài giây. Quan trọng hơn, giành 3 điểm sẽ giúp Slovenia chạm một tay vào vé đi tiếp bởi họ đã kiếm được một điểm ở trận ra quân gặp Đan Mạch. Ngược lại, Jovic và các cầu thủ Serbia vỡ òa trong sung sướng ở gần cột phạt góc. Trên khán đài, cổ động viên Serbia mở hội, giải tỏa cảm xúc dồn nén trong suốt những phút bị cổ động viên Slovenia trêu tức. Với một điểm sau 2 trận, Slovenia vẫn còn cơ hội đi tiếp. Nhưng mục tiêu giành điểm trước tuyển Anh ở lượt cuối sẽ rất khó khăn. Trong khi đó, việc giật lại một điểm ở phút chót sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho Serbia ở trận cuối, gặp Đan Mạch. Đây nhiều khả năng sẽ là trận quyết đấu giành vé đi tiếp giữa hai đội bởi Đan Mạch cũng đang có một điểm và sẽ gặp Anh ở lượt thứ hai. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.